Hello cả nhà, hiện tại em đang có mặt tại công viên An Hội của thành phố Bến Tre cả nhà. Hôm nay công viên trang trí lên đèn cũng rất là đẹp, mới trồng thêm mấy cây dừa cả nhà. Để em xin quay và chia sẻ lại cả nhà cùng xem cả nhà. Này, còn đây là đường xe An Hội, còn kia là cầu Bến Tre 1. Thì cầu Bến Tre 1 sẽ đi qua bên Mỹ Thành An cả nhà. Này, đường xe An Hội cả nhà. Đây hồi lúc trước gọi là vòng xoay bồ câu, ở xa 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 bên kia là bồ câu cả nhà. Bên đây là ngân hàng Vietinbank, ngân hàng DVD, ngân hàng rất là lớn cả nhà. Hồi bà con đi rất là đông, đi vào cả nhà. Đây là nhà trưng bày những hình ảnh cũ về Bến Tre cả nhà. Quay và chia sẻ cho nhà xem. Thì trong đây có wifi miễn phí luôn cho ai đến đây chơi. Đây, đây là hình ảnh của Hồ Trúc Giang cả nhà. Văn hóa truyền thanh thành phố Bến Tre. Còn đây là toàn cảnh thành phố Bến Tre. Để đi ra ngoài cả nhà. Ba mẹ dẫn con ra đây, cháu ra đây để qua những trò chơi cho các trẻ. Mấy nhóc nhẹ ra đi vô chơi này cả nhà. Tầm có những trò chơi như xúc đu, vòng quay cầu tuột nữa cả nhà. Trang trí cây dừa rất là đẹp đó nha, những cái đèn led LCD, những cái bọc bên cây dừa. Toàn cảnh công viên An Hội về đêm. Mình này có máy bán nước tự động này cả nhà. Thì công viên này cũng có đi xa xa là bán cá viên chiên nè. Thì bên đây có bán kẹo chỉ hồng nữa cả nhà, bán bong bóng rồi, rất là nhiều thức ăn cả nhà. Bán xa xa đằng kia đó, em không thấy rõ. Em xin chia sẻ một số hình ảnh tại khu trưng bày đằng đá cả nhà. Thì những đằng đá ở đây cũng đang thực hiện. Bên đây có những lãng bông đang trồng dừa. Bên đây có ngôi nhà chờ nghỉ mệt rồi cả nhà. Đã giờ làm tiểu cảnh, cảnh đẹp cả nhà.
bông tiểu cảnh đang làm cả nhà. Thì xa xa bên kia là bên kia cái trồng dừa dừa đằng lết cả nhà. Thì bên đây là cái khu của công viên An Hội sẽ thành hai khu. Bên kia thì làm để cho trống để làm những khán đài, những bắn pháo hoa chương trình lớn cả nhà. Thì bên đây thì tạo đàn đá khu công viên nhỏ bên đây. Thì đang trồng bông bên đó cả nhà. Bông đó tết này sẽ đẹp lắm. DVD Đồng Khởi, Kinh Binh. Con đường ngoài đây là con đường đại lộ Đồng Khởi này cả nhà, của thành phố Bến Tre. Thì từ cước mắt có thể chạy xuống đây, xuống cầu Bến Tre 1 đi về Dùng Trơm cả nhà. Đẹp, rất là đẹp cái nha.